Xin chào mọi người, hôm nay Phương mời mọi người cùng ra vườn hái rau với Phương cho vui nha. Rồi, trước tiên thì mình sẽ hái cái trái bí ngò này ha mọi người. Ở đây thì Phương có hai trái mà một trái nó bị vàng rồi nè. À, còn một trái bên đây thì ok nè. Giờ thì mình sẽ cắt cái trái này ha mọi người. Cái trái nhìn thấy ngon quá ha mọi người. Vì cái trái này cũng dễ ăn dữ lắm. À, mình có thể nướng hoặc là xào hoặc là nấu canh hầm xương nó ăn ngon lắm đó mọi người. Rồi, phân được rồi nè. Cái trái này nó mau lớn lắm mọi người. Nên cũng giống như ở Việt Nam mình là trái bầu, trái bí gì đó. À, mình bỏ quên nó là nó mau lớn vậy lắm. To hết sức không? Cái này Phương vô cái này có thể mình bào nhuyễn làm salad hoặc là mình ăn xào hay là mình ăn nấu canh ăn cũng ngon lắm đó mọi người. Ăn cái này cũng mát lắm. Đó, đó, được một trái rồi đấy ha. Rồi bây giờ Phương sẽ tiếp tục hái thêm trái này nữa nha. À, trái này thì nó đã bị vàng rồi đó mọi người. Nhưng mà Phương cũng phải hái luôn. Đấy. Đây. Để coi coi, mình gọt gạt ra là mình ăn được không thì mình ăn. Còn được thì làm compost. Cái này chắc không được rồi. Vì nó héo nè mọi người. Đó, một trái nha. Rồi để Phương coi coi còn nữa không. Hết rồi. Còn cái này là dây dây bí của Phương đó mọi người. Dây bí rợ đó. Còn miếng rồi thì hết rồi. Còn dây này là dây bí rợ nè. Còn đây là cái thanh long của Phương nè mọi người. À, lần đầu tiên ra bông và kết trái nè. Nhưng mà Phương hy vọng là cái trái nó lớn dần, nó đậu được đi. Nó không có rụng. À, bữa hôm nó có ba cái bông lận. Thì một cái bông kia nó rụng tiêu rồi, còn hai cái bông này thì nó không có rụng mà nó có trái nè. Nhưng mà cái nhánh này vàng quá, Phương không biết là nó có đậu trái được không nữa. Cái nhánh này á, thì Phương hy vọng mà nó cũng ra bông nữa nè mọi người, ra nụ nè. Ở đây thì Phương cũng được đây, ở phía bên này cũng được 4 5 nụ rồi nè. Lần đầu tiên ra bông á, Phương hy vọng là năm nay có trái. Ở phía bên đây nó cũng ra thêm được 4 5 nụ nữa nè mọi người. À, Phương nhớ lúc trước á thì Phương mua hai cây, một cây ruột vàng và một cây ruột đỏ mà Phương trồng ở phía bên kia kìa. Tại ông xã Phương dời qua phía bên này rồi ông xã trồng, cái Phương cũng không biết là cây nào ruột vàng, cây nào ruột đỏ nữa. Mà cũng năm nay lần đầu tiên đó cho ra ra bông và kết trái đó mọi người. Hy vọng là năm nay có trái ăn. Bây giờ mình đi thu hoạch dưa leo nhé mọi người. À, Phương mua dưa leo trồng á thì Phương mua loại dài. Mà sao nó ra trái, có cái dây này nó trái ngắn nè. Còn bên đây á là trái dài nè mọi người. À, bây giờ mình thu hoạch trái này đi ha. Ôi nhìn thấy 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 thích quá mọi người ơi. Giờ mình hái trái này đi nha. Rồi, hái trái này đi. Ui. Thấy nó vàng vàng nhưng mà vẫn còn non á mọi người. Rồi, trái này trái dưa leo ngắn nè. Wow, u nu luôn. Nhìn thích quá à. Thêm trái nữa đi. Đó, đây. Nhìn thích quá mọi người ơi. À, mọi người có thích không nè? Đây, còn trái này nữa nè. Ơi, đó. Ôi, sao rồi, nó dính như này rồi nè. Sao giả lên. Ôi, nó Phương sợ nó chạy. Rồi, được rồi nè. Có thẹo. Thấy kinh quá. Thèm chai nữa đi. Tiếp tục mình hái tới đậu bắp nha mọi người. Đây, bây giờ thì để Phương coi coi. Đậu bắp nó có trái lớn chưa? Đây, 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 đây. Bây giờ mình hái thêm cái này nữa mọi người ha. Wow, thích quá. Thích nhất là cảm giác mình thu hoạch nè mọi người. Đó, mình được một trái nữa này ha. Rồi đây nữa nè, đây một trái nữa ha. Mình hái một trái này nữa nha.
Đây đây để hái. Đây. Rồi, vừa được hai trái rồi này ha. Đó, bây giờ thêm nữa đi nha. Đây nữa nè. Đây để ra mọi người thấy không? Để Phương cho mọi người xem nè. Đó. Đây nữa nha. Đó. Bây giờ Phương hái thêm cái này nữa nha. Wow, thích quá mọi người ơi. Phương sẽ hái thêm. Ồ, oh, mình được hình như là ba trái lần đó mọi người. Đây. Một trái nè. Thêm một trái nữa. Ngon quá. Thêm một trái này nữa đi. Wow. Wow. Đây, Phương được như đây rồi nè. Rất rồi. Nè đó. Thấy thương không? Thích không? Rồi, bây giờ mình sẽ để coi coi mình coi còn cái nào nữa không. À, hình như là Phương thấy ở bên kia kìa. Bên kia nó có cái nhỏ nhưng mà chắc là nó cũng già rồi, thôi mình qua đó mình hái luôn nha. Trái này mình hái được rồi nè. Để giờ Phương gom mấy cái trái hồi nãy để qua cái đống dưa leo này để ngồi mình dễ gom vô trong thau. Đó. Thấy cưng quá. Chuẩn bị ra bông nữa nè mọi người. Đây nó kết nụ rồi nè. Rồi đây cũng chuẩn bị qua ra bông nữa nè. Rồi bây giờ mình hái bên đây nè, mình hái trái nhỏ này đi nha mọi người. Mình cứ thấy là chắc như là nó cũng bị đẹt á. Chứ mình để nó cũng không có lớn nổi đâu. Rồi Phương hái nha. Hái trái này thì thôi. Rồi. Đây. Được rồi. Đây, trái nhỏ. Trái nhỏ hái luôn. Đây thêm. Đó. Rồi. Dưa leo nó cũng còn trái nhỏ nè mọi người. Vậy là cái này ngọn quá. Này một cái nó giống như là mình thổi bong bóng mà nó bị có cái đuôi ở dưới vậy. Đó, thêm trái nè. Thật còn đâu không ta. Ê, đây nữa nè. Mọi người thấy không? Đây nè, được đây, nghịch tay. Khoái quá, nghịch tay mọi người. Bây giờ mình hái ớt chuông ha. Ở đây Phương có hái chuông nè. Wow, quá trời bự ha mọi người ha. Đây Phương hái nha. Để Phương cắt cái này ha. Đây, Phương, mọi người thấy không? Đây, thêm một trái nữa. Ôi, ngon quá mọi người ơi, nhìn nè. Wow. Bự không? Đó. Thấy Phương ha. Bự lé sức không? Trời ơi, thấy cái ngon. Một trái nha. Rồi, bây giờ mình qua đây nữa nè. Ôi, đây nữa nè mọi người. Mọi người thấy không? Đây. Mình cho mọi người coi. Wow. Để Phương coi cái này bự không? Bự thì mình hái, còn bự thì mình để lại. Ui, bự mọi người, bự, Phương hái nha. Đây. Được một trái nè mọi người. Rồi hình như là Phương thấy ở dưới này thêm trái nữa nè. Wow, thêm trái nữa nè mọi người. Đây trái nữa nè, nhưng mà trời nắng nè, nó bị hơi ấy rồi, cũng ngon ha. Để Phương kiếm coi ở đâu còn trái lớn nữa không. Đây là cái ớt sừng trâu nè mọi người. Nó trực chín đều. Nó chỉ có vài trái đỏ thôi à. Thì mình có nhiêu mình hái nhiêu ha. Rồi bây giờ ở đây cái cây này cũng là cái ớt sừng trâu nữa nè. Thì có trái đỏ thì mình hái trái đỏ. Cái ớt này thì nó không có cay luôn mọi người. Mình để ngâm giấm ăn hoặc là mình làm tương ớt đó. Nếu mà nhiều, thật nhiều á, mình làm bột ớt cũng được rồi hết mọi người. Nó cũng có mấy trái đỏ nè. Trái xanh còn nhiều á. Đây nè Phương. Trái ớt màu đỏ tươi nhìn thấy đẹp quá ha mọi người. Trái nè.
còn đâu nữa không? Hết rồi. Rồi bên đây, đây được trái nữa nè. Bây giờ Phương hái đậu này nè mọi người. Đó, đây. Hai trái này nè. Rồi nữa. Cái này thôi để Phương để giống luôn đi. Còn mấy trái này còn nhỏ quá. Mình để hôm khác hái. Bây giờ mình qua phía bên kia ha mọi người. Ôi, bên này kia, bên này có nó cái dây nữa. Mấy trái còn nhỏ, cày hái luôn đi. Đậu này có nơi người ta gọi là đậu bún, mà cũng có ở chỗ mình thì gọi là đậu đũa mọi người. Bây giờ mình quay sang hái cà nha. Đây, để Phương cho mọi người xem cây cà đây. Nè, cây cà sai trái nha mọi người, nhìn có thích không nè. Cây nhỏ xíu mà trái cho hết sức luôn đó mọi người. À, mỗi một nhánh của nó là nó cho mấy trái gì đó mọi người. Lần đầu tiên Phương trồng cà mà nhìn gì thấy thích quá à. Ở trong chậu này nè, Phương trồng được 2 cây. À, để Phương cho mọi người xem cây bên kia cũng nhiều trái nè. Nè cây này nè. Trái hết sức luôn đó mọi người. Nè cái này xanh đôi hay gì nè mọi người. Một cú mà ra 2 trái à. Nhìn giống trái tim ấy ha mọi người. Dễ thương quá à. Cái nhánh cà đó, nó cho trái nhiều hết sức luôn. Cái nhánh này nó quằn xuống luôn nè mọi người. Phương phải kiếm cây chổi lên để không nó gãy. Bây giờ mình hái cà đi ha, cho nó đừng có nó giảm nặng cây cà của mình. À, cái trái này được nè. Phương hái trái cà này đi. Cho nó nhẹ bớt cây cà. Nhìn thấy ham quá ha mọi người. Thích quá à. Cái cà này rớt xuống rồi. Để ngồi nó Phương lụm. À, tại một tay Phương quay, một tay Phương cắt nè. À, ông xã thì ở phía trước tỉa hoa hồng á, mấy cái hoa mã héo rồi đó, ông xã tỉa để cho nó ra cái hoa mới nó đẹp. Bây giờ mình tiếp tục trở lại mình hái thêm dưa leo ở phía bên kia nữa nha mọi người. Rồi đây, còn đây dưa leo này nó muốn tàn rồi đó mọi người. Đó, đây ha, vừa hái nó một cái nữa đây, ở đây nữa nè. Wow, quá trời, ôi bự nè mọi người. Đó, hai cái bự ha. Rồi thêm cái nhỏ ở đây nữa nè. Nó muốn hết mùa đó mọi người. Hai trái này vô ha. Rồi, thêm trái này nữa đi. Đây, một trái. Để đây đi. Rồi, hai thêm trái này nữa nè. Hai trái, ui, cái này bự ha. Rồi, Phương còn đây nữa nè. Đây nữa nè Phương. Nè, mọi người thấy không? Đây cái nữa nè. Cái này thì chắc chưa hái được đâu. Đó, Phương thấy không? Mọi người thấy không? Đó, cái trái nữa nè. Ha, bây giờ mình vô đó mình hái trái nữa nha. Mình hái trái này nha. Cái này cho ông xã ăn xà lách là ông xã thích dữ lắm nè. Còn mấy trái dạ thì mình xào hoặc mình nấu canh ăn hết mọi người. Đây, thêm trái nữa nha. Đó, trái nữa nè. Ôi, đây nữa nè. Đây nữa nè mọi người, đây trái nữa nè. Hái đi. Đây, thêm trái nữa nha. Đó, rồi còn nữa đâu. Hết rồi. Bây giờ mình qua tới cây cà nữa nha. Đây, cây cà ngon quá mọi người. Đây này nè, cây cà. Cây cà này trái cũng... Trái cũng nhiều nè. Nhưng mà để Phương hai cái trái này trước đi. Trái này sao nó ngã màu. Ôi, ngon quá. Hai trái này ha mọi người. Đó, một trái rụng xuống nha. Tên trái nữa nè nha. Hai trái rụng xuống. Đó, Phương được hai trái rồi nè. Nè, để đây đi. Rồi, bây giờ mình sẽ... Bây giờ mình sẽ qua bên cây cà bên đây. Coi.
cây cà bên đây có trái lớn không? Trái này sao chắc nó già, nó bị ý cái con gì nè. Đi ngồi hái luôn đi, hái luôn đi mọi người, hái luôn nè, hái luôn nè. Đây nè, đây nè nè, mọi người thấy không? Đây tôi hái rồi nè, tôi cho mọi người xem nè. Bây giờ là mình sẽ hái trái này ha, trái này với trái này đi. Hái. Ôi, đó được 3 trái rồi. Thêm trái nữa. 4 trái. Ở trái bên này nữa nè. Đó, còn nữa đó mọi người. Mọi người thấy không? Phía bên này nữa nè. Đây nữa nè mọi người, cái nút bên nữa nè. Đó. Cà. Bây giờ mình được 4 trái đây nữa nè ha. Đây là bùa đau gầm của Mưa Phương đó mọi người. Rồi đây nữa nè, cà này sao nó bị vàng không biết, có phải cà vàng không? Hái đi, hái hết đi, để mình coi coi nếu mà già già thì đó. Đây nữa nè, quá trời đó, vừa được nhiều đây nữa đó. Đây cà này nó bị hơi vàng vàng, không dài chắc bị nắng quá đó mọi người. Nó bị đẹp nữa. Còn cà bên đây là ngon ha. Cà này ngon ha. Đó, đây nữa nè. Ngon ha. Có hai trái cà này ngon nè. Ngon ha. Ngon ha mọi người. Ở đây mình gom đi leo này. Dẹn chỗ đi. Là này dạng chỗ đi. Rồi để Phương lấy đồ đựng ha. Rồi Phương sẽ tranh thủ hái một số cải cầu vồng này. Cái này ông xã Phương ngắt cái đọt là không có ngắt cái bẻ làm sao mà nó tức nó ra được. Sau khi mình thu hoạch rau cải như vậy nè, thì rau cải sẽ bị mất sức nhiều lắm đó mọi người. Cho nên mình phải bồi bổ lợi là bằng cách là mình sẽ cho một chút xíu đất trồng bón vô và tưới phân của xí sò này nè. Là cái phân này họ chiết xuất từ rong biển đó mọi người, rất là tốt cho cây ăn trái và rau quả ở vườn nhà của mình. Rồi hôm nay thì Phương thu hoạch được dưa leo nè, thì dưa leo được thu hoạch được loại dài với lại loại ngắn, rồi ớt sừng trâu nữa nè, cà tím. Thì cà phổi có cà tím đậm và cà tím lợt, ớt Đà Lạt, đậu bắp, đậu đũa, bí ngòi và cải cà vồng. Bao nhiêu đây là ăn cũng cũng lâu đó mọi người. Phương xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Phương rất cảm ơn mọi người đã xem video của Phương. Nếu như mọi người thích thì xin hãy cho Phương một like và đăng ký kênh ủng hộ Phương nha, để kênh được phát triển. Bây giờ xin chào tạm biệt, xin chúc sức khỏe mọi người. Tạm biệt mọi người.